Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, huyện Tân Phú Đông đã tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Huyện đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Đặc biệt là trong thời điểm thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Góp phần vào kết quả đó, một số cơ quan đơn vị đã tích cực phát huy tinh thần xung kích, tương thân tương ái, hết lòng vì cộng đồng, góp phần hỗ trợ động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn các xã. Cụ thể là huyện đoàn Tân Phú Đông đã vận động đến nay hơn 18 tấn xã hỗ trợ cho người dân ở các địa phương có dịch bệnh COVID-19 như thị xã Gò Công, huyện Gò Công Tây, huyện Chợ Gạo, thành phố Mỹ Tho và thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia chặt xã và vận chuyển xã lên xe tải có hơn 30 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Sau khi mình biết thông tin huyện đoàn của Tân Phú Đông của mình đang ủng hộ cho các bà con ở vùng xa, vùng Sài Gòn, nói chung là vùng chuẩn vùng dịch đó, đang cần nguồn xã để phòng chống dịch, cho nên mình và các bạn đã chung tay lại mà chung sức để ủng hộ và đóng góp cho các bạn vùng xa. Nên những ai mà có tấm lòng á thì mình cũng nên kêu gọi là cùng nhau chung tay ủng hộ với bà con của mình để toàn dân mình cùng nhau chống dịch nhé. Cây sả không chỉ làm gia vị giúp món ăn thêm thơm ngon đậm đà mà còn có công dụng trong chữa bệnh, sát khuẩn và rất tốt cho sức khỏe, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Sự hỗ trợ của bà con cô bác của huyện Tân Phú Đông thì hôm nay ban thường vụ huyện đoàn đã tập hợp và lực lượng đoàn viên thanh niên để thu hoạch trên 4 tấn xả để hỗ trợ cho các khu vực phong tỏa cũng như là khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh của mình như là huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công, chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho. Ngoài ra thì cũng có gửi là trên 3 tấn xả để cho thành phố Hồ Chí Minh. Việc hỗ trợ cây sả cho người dân vùng dịch nhằm phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên huyện nhà và chung tay cùng với các địa phương khác để lùi dịch bệnh COVID-19. Công đoàn trường mầm non Phú Thạnh nấu nước mát tặng cho các lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công đoàn trường đã mua nguyên liệu và nấu nước mát tại trường. Nước mát được thay đổi mỗi ngày như nha đam, mía lao, sâm bông cúc, trà mãng cầu, chanh sả gừng, hột é, đười ươi. Mỗi ngày nấu được 200 chai nước mát. Kinh phí mua nguyên liệu nấu nước mát và chai nhựa mỗi ngày hơn 700.000 đồng do công đoàn viên của trường vận động và đóng góp. Sau khi nấu chín, nước được rót vào chai, cho vào tủ lạnh, sau đó đem tặng cho các lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện như khu cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Phú Thạnh, điểm ấp Bà Lắm, trung tâm y tế huyện, hai chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại bến phà Tân Long và đoàn viên thanh niên tham gia chặt xả hỗ trợ cho người dân vùng dịch. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp thì công đoàn và đoàn thanh niên của trường mầm non Phú Thạnh đã tổ chức nấu các loại nước mát như là nước sâm, nha đam, mía lao, nước chanh sả gừng để tặng cho các anh ở chốt kiểm soát dịch bệnh ở khu cách ly tập trung và các anh chị ở trung tâm y tế, các bạn đoàn viên thanh niên mà tham gia chặt xả để hỗ trợ cho bà con ở vùng cách ly nhằm động viên chia sẻ những khó khăn cho lực lượng phòng chống dịch bệnh. Việc nấu nước mát tặng cho các lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 của công đoàn trường mầm non Phú Thạnh là việc làm thiết thực, góp phần hỗ trợ động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Xã đoàn Phú Đông đã phối hợp với chị Võ Thị Cẩm Chung, ngụ ấp Gảnh, xã Phú Đông, vận động các nhà hảo tâm trong xã hỗ trợ rau củ quả cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Đông từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021. Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con, đại diện bản thân em đã động viên và xin những hậu mạnh thường quân đóng góp cho xã mình gặp nhiều khó khăn đó. Em xin một ngày mỗi ngày được 100 ký rau củ quả để phát cho các ấp trên địa bàn xã Phú Đông. Mỗi ngày vận động được hơn 100 ký rau củ quả các loại gồm dưa leo, mướp, đậu bắp, khổ qua, bầu, bí, hành lá, chanh, khóm, thanh long. Sau khi rau củ quả được vận chuyển về Ủy ban nhân dân xã Phú Đông, các bạn đoàn viên thanh niên đã lựa chọn và phân chia các loại rau củ quả thành nhiều phần cho vào các túi ni lông, mỗi ngày được 35 phần, sau đó đem tặng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã. Trước cái diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn huyện, thì ban chấp hành xã đoàn Phú Đông đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ rau củ quả cho các hộ dân trên địa bàn xã, thì mỗi ngày sẽ hỗ trợ 100 ký rau củ quả thực hiện trong vòng 7 ngày. Thì ban chấp hành xã đoàn Phú Đông vận động đoàn viên hỗ trợ những cái phần rau củ quả này đến tận tay của người dân.
Thì bên cạnh đó thì xã đoàn Phú Đông cũng thực hiện nguyên tắc là 5K để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Việc hỗ trợ rau củ quả cho các hộ nghèo, hộ khó khăn của xã đoàn Phú Đông đã phát huy tinh thần về cộng đồng, tương thân tương ái, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động của huyện đoàn, công đoàn trường mầm non Phú Thạnh và xã đoàn Phú Đông trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tuy có giá trị vật chất không cao nhưng có giá trị tinh thần rất lớn, đã góp phần động viên các lực lượng làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện.